dọn cỗ cho cô dứt điểm dễ dàng, phá thế bình quân. Nhận bàn thua, PSG cố gắng đẩy cao đội hình tấn công nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng. Messi và Mbappe hoàn toàn bị chia cắt, không có nhiều đất diễn. Trong khi đó, Bayern tỏ ra nguy hiểm ở cả phản công nhờ tốc độ của Coman và San.